Bánh cống đặc sản Sóc Trăng là một món ăn dân dã, hương vị đặc sắc nhưng cách làm lại cực kỳ đơn giản. Bánh chiên vàng giòn, khi ăn có vị bùi bùi của đậu xanh, tôm và thịt xào thơm ngọt, kết hợp với rau sống và đồ chua ăn kèm, thật thơm ngon, hài hòa làm sao. Đầu bếp Đắc Trường và diễn viên Hữu Thạch sẽ trở lại với món bánh cống trong tập tiếp theo của Hành Trình Hương Vị, phát sóng lúc 19 giờ 40 phút Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.